Tử vi tuổi canh tý sinh năm 1960 bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 là hung, hay cát, giàu hay nghèo? Hôm nay Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp và tuổi canh tý sinh năm 1960 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh canh tý chỉ ra rằng. Trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn, những người tuổi Canh Tý hữu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang phú quý nhé. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 là tuổi con chuột thuộc mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, nghĩa là đất trên vách Số của người tuổi canh tí rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ, và tháng chẵn. Mệnh chủ canh tí, xuất hành đi xa, hay thực hiện những công việc quan trọng vào thời điểm này, sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi, không lo hao tổn tiền tài, mà lại thu được nhiều thành quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 cho người tuổi canh tí thấy rằng, con giáp này phải trải qua một tháng có hung, có cắt, mọi việc nên được tiến hành một cách tuần tự, cẩn thận, tránh những quyết định nông nổi, hay vội vàng, để hạn chế rủi ro có thể xảy ra tổng quan tử vi tuổi canh tí, sinh năm 1960, tháng 2 âm lịch. Người tuổi canh tí bước sang tháng 2 âm lịch năm 2023, có con đường tài vận tăng giảm, bất ổn, đầu tư có thu lợi, nhưng chưa thật sự bền vững. Thứ tài có lúc khởi vượng, nhưng có khi lại giảm sút mạnh, hơn nữa bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám, nên tránh các dự án đầu tư quá lớn, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Chuyện tình cảm của người tuổi canh tí trong tháng 2 âm lịch nhìn chung vẫn khá ổn định, chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Người độc thân, có đào hoa chiếu mệnh, đặc biệt là nữ mệnh hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tình cảm thú vị. Sức khỏe của bạn trong tháng mới này cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy vậy, bạn vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng, để tăng cường sức đề kháng, lúc mệt mỏi, hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi, làm việc là được là người coi trọng an nhàn cả đời tài lộc không thiếu mọi việc đều thuận lợi gặp hung hóa cắt quý nhân phù trợ nữ thì hưng vượng người tuổi canh tí trưởng thành sớm với họ hạnh phúc và sự hài lòng được tìm kiếm theo trình tự trật tự và sự an toàn họ sẽ cố gắng để phát huy những điểm mạnh của mình và để được công nhận tài năng họ rất thực tế và không chạy theo những giấc mơ viển vông họ thích duy trì mối quan hệ tốt với tất cả mọi người và thích làm việc ở một nơi hoặc một công việc lâu dài mà ở đó họ có những người bạn trung thành họ luôn tập trung vào từng việc một lúc và rất cẩn thận kỹ lưỡng trong công việc sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 bị tương hình án ngữ nên vận trình sẽ lên xuống rất thất thường trong tháng công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch bản mệnh phải đối mặt với rất nhiều bất lợi ở thời điểm hung cát đang xen bạn nên thực hiện những việc đã nằm trong dự tính kế hoạch sẵn có và ưu tiên cho những công việc đã quen tay những quyết định nông nổi vội vàng đều không thích hợp vào lúc này rất dễ gây ra rủi ro thí dụ có được làm quan công việc cũng có những thời điểm khởi sắc song khó duy trì được phong độ này ổn định cho tới cuối tháng khi bạn tưởng mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế thì sự cố bỗng phát sinh chủ yếu xuất phát từ vấn đề về con người âm sát hung tinh khiến các mối quan hệ xã giao trục chặt bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ do đó bạn nên chú ý hơn tới các mối quan hệ đừng quá xa cách nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó mọi việc nên giữ khoảng cách vừa phải đôi bên sẽ có ấn tượng tốt về nhau hơn đặc biệt tuổi canh tí nên hạn chế chia sẻ các thông tin bí mật của mình với ai đó kẻo lòng người đa đoan khó đoán chưa chắc đối phương đã có chung quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề giống như bạn ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này bạn nên tĩnh tránh động dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường nếu bản mệnh có kế hoạch lớn nào cần phát triển thì nên chọn thời điểm phù hợp hơn bạn có thể tham khảo ý kiến người thân hoặc bạn bè người có kinh nghiệm đi trước dù vận trình có điểm hung hại như vậy nhưng không có nghĩa bạn chỉ có thể chấp nhận khuất phục nếu không được may mắn đồng hành, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra vận may cho bản thân bằng sức mạnh tự thân, đừng dễ dàng bỏ cuộc hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngại gian khó để đạt được điều mong ước bấy lâu, mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng thì kết quả thu được sẽ làm bạn hài lòng. Về mặt tài vận, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, do không có tài tinh chiếu mệnh nên đường tài lộc của người tuổi canh tí, sinh năm 1960 cũng không thực sự lý tưởng như bạn mong muốn. Điểm báo cho thấy tài vận của con giáp này tăng giảm bất ổn, đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững, mặc dù có sao Thái Âm chủ về điền sản, đất đai, chiếu mệnh nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận ổn định. Trong tháng tài lộc có lúc khởi vượng, có khi lại giảm sút đáng kể, hơn nữa bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám nên tránh các dự án đầu tư quá lớn, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Đặc biệt người kinh doanh đầu tư nên tính theo đường dài, tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay đôi khi phải biết lùi một bước để tiến ba bước tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để chuẩn bị kỹ càng cho cơ hội lớn hơn sau này sẽ giúp bạn được nhiều hơn mất bạn cũng đừng quên trong tháng được thái âm trợ mệnh vận quý nhân là nữ giới của bạn khá vượng nếu cần sự trợ giúp từ ai đó bạn hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình tìm hiểu thông tin từ đối phương họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường kiếm tiền tháng này những ai có tâm lý may rủi tiến hành các trò cờ bạc đỏ đen chứng khoán thì càng nên thận trọng bởi sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân với những kiểu đầu tư lướt sóng ngắn hạn cũng sẽ không phù hợp, bạn cần phải cẩn thận, kẻo tiền bạc lại đội nón ra đi. Về mặt tình cảm Ở phương diện tình cảm của tuổi canh tí, trong tháng 2 âm lịch năm quý mão này cho thấy, về phương diện tình cảm của bạn nhìn chung vẫn khá ổn định, giảm bớt cho bạn rất nhiều phiền lo, tình cảm có khi phát sinh chút trở ngại, mâu thuẫn, nhưng không kéo dài lâu, ngay sau đó được hóa giải, quan trọng là cả hai đều sẵn sàng nhường một bước, để gìn giữ mối quan hệ thì mọi chuyện rồi sẽ lại êm đẹp người tuổi canh tí vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí trong gia đình nên gia đạo bình yên gắn kết chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó người độc thân được thái âm chiếu mệnh tăng cường nhân duyên đặc biệt là nữ mệnh hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tình cảm thú vị những cuộc gặp gỡ trong tháng liệu có nên chuyện hay không phụ thuộc vào quyết định của bạn Tuy nhiên, nam nữ độc thân vẫn cần lưu ý những đối tượng đang theo đuổi mình, cần biết phân biệt rõ ràng đâu là tình cảm chân thành, đâu là sự lừa dối, đừng vì vài lời nói đường mật mà dễ dàng bị rắc mũi nhé. Về mặt sức khỏe trong tháng 2 âm lịch này năm quý mão 2023 này cho thấy, tình hình sức khỏe của tuổi canh tí, sinh năm 1960, không có vấn đề gì nghiêm trọng, với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống, và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau, bệnh tật tuy vậy bạn vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng lúc mệt mỏi hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài người tuổi canh tí cũng cần lưu ý trong tháng có âm sát hung tinh xuất hiện mang theo dấu hiệu xui xẻo như tai nạn bất ngờ hoặc những thay đổi cực lớn về mặt cảm xúc bạn nên chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại hay làm việc tay chân điều khiển máy móc đặc biệt là phải làm chủ cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh sau đây là phần luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi canh tí, sinh năm 1960. Ở độ tuổi ngoài 60, nếu biết được hai điều này sẽ có được cuộc sống an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Thứ nhất là học cách đối mặt với cuộc sống bằng thái độ lạc quan. Mọi thứ trên thế giới này đều được tạo ra bởi trái tim. Con người và những thứ bạn gặp phải là hình ảnh phản chiếu của trái tim bạn. Con người và sự vật đều không có sự phân biệt giữa tốt và xấu, thực chất việc cảm thấy hay hoặc dở đều là quyết định của con tim bạn những điều xấu có thể dẫn đến kết quả tốt và những điều tốt cũng có thể dẫn đến kết quả xấu phước lành và bất hạnh là nhân quả biến đổi lẫn nhau bất cứ điều gì cũng đều bao gồm tốt và xấu thiện và ác khi bạn học cách đối mặt với cuộc sống một cách lạc quan những điều xấu cũng có thể trở thành điều tốt ngược lại nếu bạn thường xuyên phàn nàn về cuộc sống và đối mặt với nó cùng thái độ tiêu cực những điều tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ có kết quả không khả quan trên thực tế những điều may mắn hay xui xẻo mà bạn gặp phải dùng lời của những người theo đạo phật thì đó chỉ là ảo ảnh trong mơ khi bạn gắn mình vào điều gì đó bạn sẽ cảm thấy đau đớn khi chia xa nó khi bạn học cách sống không cần phụ thuộc vào bất cứ thứ gì những lo lắng của bạn sẽ tự nhiên biến mất thứ hai là biết đón nhận xui xẻo thực ra cũng là một loại may mắn trên thực tế những điều tốt hay điều xấu trên thế gian này không thể tồn tại độc lập bởi mọi thứ đều phải phụ thuộc lẫn nhau và điều tương tự cũng đúng với sự xui xẻo và may mắn may mắn luôn đi kèm với xui xẻo và trong cái rủi cũng có cái may bất cứ điều gì cũng đều là sự kết hợp giữa âm và dương có ác trong thiện và trong cái đẹp cũng tồn tại sự không hoàn mỹ khi nhìn thấu được điều này bạn có thể hiểu ra đạo lý hóa ra xui xẻo là một loại may mắn xui xẻo thường được coi là nỗi khổ của cuộc sống khi bạn đối mặt với đau khổ bằng thái độ lạc quan tất cả những gì bạn cảm nhận được là sự bình yên và tĩnh lặng những chuyện không may mắn chẳng thể làm tổn thương bạn nữa bởi vì nguy hiểm ẩn giấu sau những điều tốt đẹp và may mắn thì ở trong những điều mà người ta có thể coi là xấu xa cho nên dù bạn sẽ gặp phải điều gì đi chăng nữa thì đó cũng là kết quả của trái tim bạn chọn lạc quan hay tiêu cực khi đang xuân phong đắc ý bạn cũng phải luôn luôn cố gắng để giữ lấy vận may của mình còn nếu bạn đang không gặp may mắn đừng phàn nàn đừng suy nghĩ tiêu cực hãy học cách đối mặt với cuộc sống cùng thái độ lạc quan mọi điều xui xẻo sẽ được giải quyết và may mắn sẽ tự đến với bạn phật giáo tin rằng trái tim quyết định tính chất của những người và những điều mà bạn gặp nếu bạn có thể duy trì một trái tim lạc quan, hãy dùng nó đối xử với mọi người và tất cả mọi chuyện xảy đến với bạn. Rèn luyện tâm trí của bạn trong khó khăn và cảm nhận hạnh phúc trong sự may mắn, bởi vì cuộc sống luôn mang đến cho bạn đầy những bất ngờ. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 minh đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất minh đường tử vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại